Rồi, dọn xe, dọn xe. Đẩy rửa toàn diện trong ngoài luôn. Đấy, sạch sẽ. Tẩy sạch sẽ luôn nha anh em. Cao tẩy sạch sẽ hết. Sumo, tải một sumo. Dọn chiếc xe phải dọn từ trong ra ngoài, chưa hết đèn đầu dọn ra ngoài rồi lắm. Vuột hết nguyên con luôn, dọn vuột đánh bóng lên. Ua, dọn xe thôi, nách cửa là dọn sumo là bao sạch luôn. Trời ơi, sạch thôi chứ hết thuốc chê luôn. Chỗ nào thôi chứ sumo đã đẩy chảy hết. Toàn diện nội trong hết luôn nha. Mình quay phim nên mình quay không có tẩy được. Đây. Đây. Đẩy sạch sẽ. Từ cái nách với hốc luôn nha. Xíu thấm ở đây xem nó ra cái nào. Nách cửa này thường là nó hơi đóng đen lắm, nó oxy quá, nó đen 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 á, mấy cái đường này nè, mình đánh ra là sạch bông luôn, thấy không? Xe này là lâu rồi dơ hai sạch bông luôn, bon xịt cái ben luôn.
cả mấy ngét hết. Hay hay đóng dơ lắm mấy chữ này. Đóng lâu ngày đó, dơ chữ này. Là đánh mà chà sumo đâu, bao sạch luôn. Ngóc ngách này nào hay hay dơ lắm. Quan trọng ngóc ngách là chơi rửa ở ngoài rồi rửa gì mới chơi kẻ nè. Đây đường kẻ này ha. Rửa như xe mới luôn. Mình kẻ mùi nè, đây là đống nước này, hay đống nước này nè, giờ mình chà là nó bóng sạch bông luôn. Kiến rồi hết. Cái giờ này cỡ vậy là nó coi nè, một nửa tiếng sau là bắt đầu là em nó là y như là xe hãng luôn. Giờ quá trời luôn. Chà thì nó ngắt luôn nha. Bình thờ nắp xăng nó đồ chà hết. Đó coi nè. Đây. Đây là sumo nha. Tẩy nách cửa nách đồ này sẽ bao sạch luôn. À, bán chỗ nào cũng bán hết trơn, quán tập quá đồ bán hết. Này, tắt cửa nè. Chà mấy cái đường kẻ này mà hay đóng bụi dơ lắm. Mình chà sạch hết rồi đó. Chà cái đầu sạch cái đó. Rồi, giờ tới phần 2 là sạch. Cái phần 1 là mình rửa sumo nha, giờ tới phần 2 là sạch. Cái nào còn sót lại là chà tiếp, xong sạch tiếp. Đó, thấy không? Ui, nước quá. Rồi, từ con ốc, từ con rô luôn. Sạch như xe ben luôn. Quá trình dọn xe trong ngoài Corolla Actis đời 2014. Hồi nãy là quét, bây giờ là mình xịt nha. Máy nén bắn ra là xịt bông hết. Đường gôn, đường chỉ rồi nách kiến, khẽ kiến rồi là ra hết. Đó, giờ đang xịt nách kiến rồi, khẽ kiến rồi nó lâu ngày mưa gió chung vô đó nó ở, nó tạo ra oxy quá nó dơ. Dọn sạch sẽ lại. Thấy không, nách kiến là máy bắn bắn. Chữ chữ Coactive này nó dơ lâu ngày đóng như nằm chển đó. Giờ mình tẩy sạch bông ha anh em, thấy chưa? Nãy giờ mình chà nước đầu thấm, nãy giờ giờ mới ném, mình nén nó ra là sạch bông liền. À, chữ cô la này cũng vậy nè, thường là xe nào cũng vậy, nó đóng của nó nằm á, nó dọn này mới sạch sẽ luôn như xe mới luôn.
được 99% xe mới luôn nha. Dọn xong là lấy cái lưỡi le liếm kiếm miếng bụi dơ không cần luôn á. Chữ hiệu chữ cô chữ đây băng hiệu gì vậy? Logo cô tù tà nó đóng vừa nhập bông liền. Chữ đó phải lấy bằng chải đánh găng mình đánh nha, đó, nó mới sạch được, ngóc ngắt đồ nó sạch. Anh em thấy dọn cái này được không, cho một like và đăng ký nha anh em. Nay mình chuyển qua bên chăm sóc dọn xe nha, đánh bóng xe luôn. Ở dừa nè, thấy không? Đó. Dừa nè. Anh em thấy chất dừa chưa? Đường chỉ đường đồ lâu ngày đóng. Đây anh em nhìn sát nè. Dừa trời ơi. Rồi, mày nén bắn. Bắn cái chữ anh. Đó, mớ xin xà beng luôn anh em. Chữ nè. Mấy bắn nó ném nén. Còn dọn lòng trong cốp cá nữa nha. Lòng trong. Ôi, mở cáo xe ben luôn. Y như điên luôn. Y như điên luôn. Một quá trình dọn xe nha. Dọn xe này mất hết mấy tiếng đồng hồ nha anh em. Nhưng mà mới sạch được. Đó, từ gốc gách logo, từ bồ đôn cắt kê rồi thịt hóc hết luôn. Dọn xe họ giúp mình tháo bánh luôn chứ, đàn mặt trần mặt trong luôn, bánh luôn. Để mình nữa Tướng ơi, để còn ấy bắn ở trong ra nữa Tướng ơi. Chú xe mới vậy. Thạch bông xe ben luôn. Không phải chưa quay nói vậy là biết rồi. Cô bà lon nè, mày thấy bà lon chưa? Trời ơi hả, nó mới có dày rồi chứ, nó cũng ngách trong đây là đã thường lại thấy dừa lắm ha. Xe mới luôn. Mới xe ben luôn, xe mới luôn. Từ nghe ngắt luôn nha anh em ơi. Trần đường kính luôn nè. Nước đường đâu vô trong được, cũng chơi cái bịch kiểu vậy đường đâu vô trong được đúng không? Đúng rồi. Bông xe ben luôn. Đó,
Ở nhưng mình bỏ 2 triệu ra mà cái xe đã không đã dọn. Rồi giờ bắt đầu đánh bách nha anh em. Nãy mình rửa hoàn thiện cái xe, giờ đánh bách lại, đánh hết lại rửa tiếp thiệt nữa. Hello. Đèn trời sáng này đợi sáng trắng cho xịn đánh bát lại phòng dọn xe. Đó, đèn mở lên, đèn chơi trời sáng cho thấy chỗ nào còn sót đánh lại. Đó, mình sáng mình xe sáng rưng liền. Đánh hai máy luôn, mà đánh máy sải, mà đánh lại nha, máy này đánh máy đánh sải nè, đánh lông cù sải lại, máy này đánh bóng lại. Mỗi xì xò ben luôn ra thiệt chứ, 2-3 tiếng đồng hồ. Đây anh bắt nguyên con nha anh em, dọn xe trong hoài anh bắt hết luôn, anh giúp cô lá tết 24 bao đẹp luôn, đang dọn nha, đây mấy đàn thợ đang dọn. Rồi, một tay xả một tay đánh lạ bóng nha.
à, đánh mình đi dọn rồi thôi nha anh em. Đánh qua phải dọn mấy cái này thì không nó khô đó. PVT dọn chứ PVT nè đó. Đây tôi phải tài thợ đánh xong mình đi sau dọn chữ thôi. Này mình bỏ xíu xà bông vô nha. Nó cái đường này nè. Dọn lại mấy đường này nó kỹ, hầu hồi nó khô lại đóng khó dọn lắm. Đánh hai nước nha anh em, một nước xả để đánh lại bánh bóng lại. Bóng có chơi bóng luôn. Rồi đã hoàn thành nha anh em, đánh từ mấy tiếng, 4 tiếng đồng hồ, trắng đẹp, trắng như ngọc trinh luôn. À, ngọc nè, được ba trắng, trắng như ngọc trinh luôn nha anh em. Lòng máy gửi ba xích bơm luôn. Đó, mới gãy hốc luôn đàng hoàng nha anh em, mình đâu có ấy đâu phải không? Đó, trong kia thấy không? Trong hốc trung nghe rồi, sạch bông nha anh em. Trắng ngọc trinh luôn. Chúc anh em vào xem mà thấy hay và cho mình một like, một đăng ký nha anh em. Đây là chiếc Cola Tiếp đời 24 nha. 6 năm mới vệ sinh lần. Đúng không? 6 năm rồi. Hả? 6 năm rồi là nay mới vệ sinh đúng không? Trắng như trước tắt luôn nha anh em. Chữ VVT nè coi nè. Đó. Sập bông hết luôn nha, không có miếng ố đen gì nha.
mới rửa ra luôn. Anh bách từ ấy rồi rửa sạch sẽ luôn. Hello.